Xin chào các bác. Trên tay em đây là cây cần Hoa Kỳ Lân 8H và đây là cây cần đời đầu tiên của 2-3 năm trước. Thì bây giờ em sẽ ra cần để các bác xem là những cái dòng đầu tiên anh em nào đã câu rồi thì biết cái đời đầu nó sẽ khác đời về sau nó như thế nào. Và đây là một cái mẫu mà bên em đang xả rất là rẻ. Size 3m6. 3m6 là 180k nha các bác nha. Và mỗi size là lên 40k. 4m rưỡi là 220. Đây là một cây cần Hoa Kỳ Lân này. Túi của nó, đời đầu của nó, túi len rất là dày dặn. Và ngọn tăng kèm của nó là ngọn giống như ngọn ở trong cần, giống ngọn chính. Đấy, ngọn rỗng và có thêm một lớp keo để chống nước vào. Đây là cái ngoại quan của cây cần Hoa Kỳ Lân. Thì nó cũng giống như những cái mẫu 5H, 4H, 6H của hiện trên này trên thị trường đang có. Đời đầu tiên thì cái cây mẫu Hoa Kỳ Lân này chỉ có dòng 8H thôi. Sau đó là rất là nhiều xưởng ăn theo và ra những cái mẫu 4H, 5H, 6H. Anh em nào đã câu cá lâu năm hoặc là đã dùng cần lâu năm thì có thể thấy là những cái cây cần đời đầu thì thường là họ sẽ không có thông số lóng ở cái phần gốc của các lóng. Đấy, những cái dòng cần đời đầu tiên ấy, là sẽ không có thông số lóng. Thì tất cả các lóng ở đây, cả lóng sát ngọn cũng đều có rãnh chống kẹt, và cái rãnh chống kẹt này đều được sơn cùng với cả cái màu lóng gốc là màu vàng, nhưng mà nó lại không có cái thông số lóng. Thực ra những cái dòng cần 8H đắt tiền này rất ít khi mà phải thay thế lóng, nên là chắc là không làm. Và như trên video này các bác có thấy đây, cái phôi carbon của nó rất là mau, mật độ carbon rất là dày và mau, nên là nhìn ở trên video các gốc nó đều sẽ đen bóng, vừa đen vừa mau. Đấy, các bác có thể xem những cái video trước đây, video trước của em, một vài tất cả những cái video trước, thường là em quay những cái video cần 5H giá rẻ, cái mật độ carbon này của nó rất là thưa hơn này. Đấy, và cái điều đặc biệt của cây cần này đó là mật độ carbon cao nhưng mà nó rất là dày. Các bác có thể nhìn thấy ở trên video này nó vẫn rất là dày, nên em cảm nhận của cá nhân em khi mà lên cái cây cần này, test tĩnh của nó theo như cái cảm nhận của em là sẽ lên được cá khoảng test tĩnh là chắc là sẽ lên được 3 cân, và tải cá của nó sẽ khoảng từ 7 đến 15 cân. Có thể thấy xem thấy ở trên này, phôi của nó rất là dày dặn. Thường là những cái con 30T như này thì là phôi các bên đời bây giờ ấy, hiện nay thì năm 2024 nó sẽ mỏng hơn này rất là nhiều. Đây là cái em đã nói rồi, đây là cái dòng đời đầu tiên. Cái là những cái chi tiết ở bên ngoài cái dòng cái cây cần Hoa Kỳ Lân này nó cũng làm rất là tinh tế tỉ mỉ, không phải là dán nữa. Và đây là cái mẫu này thì khả năng là trên thị trường tìm được ra con này rất là khó. Và đây là những cái đời đầu tiên thì họ làm rất là tỉ mỉ. Đây là một cái lớp sơn chống xé chống toạc rồi, và họ lại tô thêm đè lên cái sơn vàng ấy nữa, một cái vòng đen này nữa để chống xé chống quạt tuyệt đối nha các bác nhá. Và đây là cái size cần 4m rưỡi. Size 4m rưỡi này thì khả năng của nó, cân nặng của nó là 135g theo cảm nhận của em, nếu mà không tính cái lắp cần, vẫn có cái lắp đuôi. Đấy, rất là nhẹ và thẳng. Cần này là phân bố lực 19. Nên khi ra cần các bác có thể thấy là rất là thẳng, và nó chỉ cong một chút ở cái phần ngọn đầu thôi, một lóng duy nhất ở ngọn và rất là nhẹ. 8H theo cảm nhận của em thì rất là nhẹ. Đấy, anh em có thể cảm nhận ở trên đây cái tiếng phôi của carbon sau khi vẩy nhảy, em có nghe thấy được tiếng phôi của carbon này. Tiếng phôi carbon. Những cái cây cần mà phôi tốt thì là khi mà vẩy ra cần vào lại cần rất là dễ dàng. Kể cả bây giờ em test cần luôn, thực tế luôn thì lại vào cần cũng rất là đơn giản dễ dàng. Đối trọng của cần là bằng kim loại, và cái đối trọng của cần cả lắp đầu cả lắp đuôi này đều kiểu như là được đính đá rất là tinh tế và tỉ mỉ. Cả lắp trên của cần thì cũng có đính đá nhảy, nhìn rất là bắt mắt. Hoa Kỳ Lân cho các bác nhá. Các bác nào mua hàng
đặt hàng thì có số điện thoại ở trên màn hình em đã ghi ở trên đây rồi. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Và trên tay em đây là cây cần Hoa Kỳ Lân 8H. Đây là em sẽ test tĩnh 6 chai nước, mỗi chai 350ml, tức là 2 cân 1 để anh em xem cái độ lấy độ đàn hồi của nó. Và đây là em đang đứng trên một mặt phẳng để test để cho anh em cảm nhận tốt nhất về cái độ tải tĩnh của cây cần này. Đấy, em cũng cầm rất là gần nha các bác nha, gần nóng gốc luôn này. Nói chung là 8H thì nó lên rất là dễ dàng. Độ cong, độ lấy của cần 2 cân 1, đây là test tĩnh. Và như vậy thì có thể là câu dòng, tải dòng, dòng cá là khoảng từ 7 đến 15 cân theo như cảm nhận của cá nhân em. Một cây cần Hoa Kỳ Lân giá rất là rẻ, rất là học sinh, mẫu giáo 36 180k, mỗi size lên 40k. Cảm ơn các bác đã xem hết video.